Trước những tín hiệu khả quan cho sự phát triển hạ tầng của Phú Mỹ, thị trường bất động sản cuối năm đã đón nhiều tín hiệu khởi sắc khi dự án tổ hợp thương mại căn hộ Phú Mỹ đã chính thức khởi công tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tumis Phú Mỹ, tọa lạc ở vị trí lõi trung tâm của thành phố cảng hàng đầu Việt Nam, ngay mặt tiền quốc lộ 51, cửa ngõ kết nối giao thương liên vùng và với các nước trên thế giới, được phát triển theo mô hình phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp. Tumis Phú Mỹ gồm hai tháp Sapphire và Diamond với 1.248 căn hộ và 55 căn shophouse với tổng mức đầu tư 1.772 tỷ đồng. Dự án của chúng tôi cho đến thời điểm hiện tại thì là pháp lý là đã hoàn thành 100% về pháp lý và đảm bảo cái tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng như là các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam. Tumis Phú Mỹ hứa hẹn là sự lựa chọn an cư và đầu tư lý tưởng, bảo chứng an toàn cho dòng tiền tích lũy của các nhà đầu tư trong thời điểm kinh tế còn nhiều biến động.